Hello, chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh. Bài hát mang tựa đề là Hà Tiên. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Nằm trên con voi khùng, tôi vô thăm thập đồng, trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô miên, sao chuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã hi vào tâm trí tôi, ôi luyến lưu là mãi. Nhớ thương vời đầy hướng về Hà Tiên, quê hương ngùng vĩ đây bên tô châu không sánh niềm lưu luyến, tôi hướng về Hà đồng, trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô miên, sao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên.
cuộc đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà tiên đã ghi vào tâm trí tôi, ôi tiếng lưu lạc mây nhớ thương vời đầy hướng về Hà Tiên quê hương hùng vĩ. Bên cạnh gia đình, xin chào tạm biệt, bye bye.